Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp Trần Ngư Lạc Thủy đánh số 99. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Hành tinh xanh, năm 9012, toàn cầu trực tiếp. Các vị khán giả, hoan nghênh xem hoang đảo cầu sinh mùa thứ hai, 100 tên tuyển thủ đem leo lên hoang đảo, triển khai tuyệt địa cầu sinh, không có trợ giúp, không có vật tư, không có công cụ duy nhất có thể dựa vào chỉ có hai tay cùng đại não. Mỗi tồn tại một ngày là có thể thu được 10.000 nguyên tiền thưởng, một tháng sau tiền thưởng tăng cường đến 20.000 nguyên, hai tháng sau tiền thưởng tăng cường đến 30.000 nguyên, 100 ngày sau. Tiền thưởng đem tăng vọt đến 10 vạn nguyên. Cuối cùng người may mắn còn sống sót, đem có cơ hội thu được vượt qua một tỷ nguyên lượng lớn tiền thưởng, đồng thời, đem tự động thu được biển đảo nắm giữ quyền mỹ nữ chủ trì tiêu y y cầm trong tay microphone, mềm mại tóc dài tự nhiên chảy xuôi đến phần eo, nắm giữ hồ nước giống như trong suốt một đôi mắt màu xám bạc nghề nghiệp Âu Phục. Màu đen tất chân phác họa ra thon thả lại không mất đẫy đà thân thể đường nét. Thành tựu hành tinh xanh nổi danh nhất người chủ trì một trong, nàng bản thân liền ủng có lượng lớn fan, nhưng giờ khắc này, trước màn ảnh khán giả đã một cách tự nhiên mà xẹt qua nàng bị vượt qua một tỷ nguyên lượng lớn tiền thưởng khiến cho huyết thống phẫn trương. Mỗi ngày cái gì cũng không làm, chỉ phải sống sót, liền có thể kiếm lời 10.000 nguyên. Lý Tư dụi dụi con mắt, phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trên bờ cát, chu vi không có một người. Hắn đến từ 2019, là một tên phổ thông sinh viên đại học, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đi đến nơi này. Nơi này. Hành tinh xanh, năm 9012, thế giới đã bị tập đoàn tài phiệt kiểm soát. Vật chất độ cao phát đạt tinh thần nhưng đặc biệt chống vắng. Điện tử trò chơi, game sâu tiết mục, truyền thống thể dục thi đua như bóng rổ, bóng đá các loại cũng không còn cách nào gây nên mọi người hứng thú. Nhân loại cần càng chân thật, càng máu tanh, càng tàn nhẫn đồ vật kích thích nhãn cầu, mang đến epinephrine phân bố, thu được trước nay chưa từng có trải nghiệm hoàng đảo cầu sinh sinh ra theo thời thế. Do thập đại tài phiệt liên thủ tổ chức hoàng đảo cầu sinh, mùa thứ nhất tức thì hấp dẫn toàn cầu vượt qua một tỷ khán giả. Mùa thứ hai trọng trang lại một lần nữa, đầu tư càng to lớn hơn, tham dự nhân số càng nhiều, nhiệt độ càng cao hơn, từ online một khắc đó, liền tác động toàn cầu gần nửa mấy khán giả tầm mát. Mà mình bây giờ, là 100 tên tuyển thủ một trong, đánh số 99 một trăm tên tuyển thủ tiêm vào thuốc mê sau bị tiết mục tổ tùy cơ đưa lên đến hoang đảo xung quanh trải qua bốn tiếng ngủ say sau bọn họ đem chính thức mở ra tuyệt địa cầu sinh tiêu y y xuất hiện ở tiếp sóng bên trong phía sau trên màn ảnh lớn xuất hiện biển đảo trực tiếp màn ảnh để chúng ta quan tâm lần này các tuyển thủ số một tuyển thủ bắt đến từ Mỹ, hắn đã từng là một tên hải quân lục chiến đội viên, từng dựa vào sức lực của một người, leo lên thế giới đỉnh cao nhất. Ta đến chính là vì tranh đệ nhất, bát. Số 2 tuyển thủ Mark là một tên dã ngoại cầu sinh chuyên gia, hắn chủ trì khiêu chiến hoang dã tiết mục, có tiếp cận 100 triệu khán giả, không có ai so với hắn càng hiểu hoang dã sinh tồn cho ta một cây chỉ thủ, ta có thể ăn đi thế giới. Số 3 tuyển thủ Đồ Chi Vi, là một tên thực vật học phương diện chuyên gia, ngoại trừ kiến thức chuyên nghiệp ở ngoài. Nàng còn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại nàng nhưng nằm ở ngủ say ở trong, camera màn ảnh, xin mời cho nàng một cái đặc tả cỡ nào hoàn mỹ gỏ má. Ta nghĩ trước màn ảnh nam tính khán giả đã nhiệt huyết sôi trào, ta có thể hiểu rõ sinh vật nhưng ta không hiểu nam nhân đến từ đồ chi vi. Số 4 tuyển thủ Evan, là một tên đến từ Nga đại lực sĩ, thế giới kỷ lục duy trì, sức mạnh của hắn có thể tay không xé nát gấu đen cùng mãnh hổ. Số 7 tuyển thủ Canon, đến từ Nam Mỹ rừng rậm nguyên thủy, hắn là một tên thợ săn, đối với người khác mà nói, dã ngoại là sinh tồn, đối với hắn mà nói, dường như về nhà. Số 19 tuyển thủ Masui Hideo, đến từ Nhật, thân phận không rõ số 99 tuyển thủ Lý Tư đến từ xóm nghèo. Hiện tại đã từ từ có tuyển thủ tỉnh lại, bắt đầu chính mình dã ngoại lữ trình cầu sinh. Các tuyển thủ quần áo là đặc chế, không cho phép có bất kỳ kim loại, bọn họ không có sỏ dày, tiết mục tổ duy nhất vì bọn họ chuẩn bị vật phẩm, là một viên đại biểu từ bỏ đạn tín hiệu. Tuyển thủ chỉ cho phép mang theo một cái món đồ riêng tư leo lên biển đảo, để chúng ta tới xem một chút các tuyển thủ đều dẫn theo cái gì đại gia cũng có thể triển khai trí tưởng tượng, nếu như có thể lựa chọn một cái vật phẩm làm bạn ngươi hoang đảo cầu sinh, đại gia gặp lựa chọn như thế nào? Số một tuyển thủ mác lựa chọn một nhánh súng ngắn ổ xoay, cho phép mang theo 6 viên viên đạn. Số 2 tuyển thủ mác lựa chọn chủy thủ của hắn, không thẹn là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, chờ mong cây chủy thủ này ở trong tay hắn rực rỡ hào quang số 9 tuyển thủ lựa chọn một cái dài 10 mét dây thừng công nghiệp, số 18 tuyển thủ công cụ là một cái công binh sẻng, có thể dùng đến đốn củi, làm cỏ, đi săn. Số 57 tuyển thủ vật phẩm là một cái dung lượng vì là 5 lít hợp kim nhôm ấm nước, chúng ta đều biết lọ chứa tầm quan trọng, nó có thể dùng đến chữ nước, đun nóng đồ ăn, thời khắc mấu chốt cũng có thể bị cho rằng vũ khí, số 78 tuyển thủ mang theo một con chó săn, thiên, này thật sự có thể được phép mà, ác, xem ra số 78 tuyển thủ so với người khác càng am hiểu lợi dụng quy tắc. Chờ chút, để chúng ta nhìn số 99 tuyển thủ dẫn theo cái gì, hắn dĩ nhiên dẫn theo một bao bao cao su, tiết mục tổ không có đối số lượng phương diện làm ra yêu cầu, có tới 99 viên, siêu mỏng và rộng khoản. Chúng ta đều biết 100 tên tuyển thủ bên trong có không ít thông minh trí tuệ, tràn ngập mị lực nữ giới, tỉ như số 3 tuyển thủ, nhà thực vật học đồ chi vi, số 38 tuyển thủ, nổi danh bác sĩ Bạch Kiều Kiều. Số 69 tuyển thủ tại ngũ không quân chiến sĩ Trương Bạch Phượng, thế nhưng số 99 tuyển thủ thật sự có cơ hội dùng đến chúng nó mà vẫn là 99 con nhiều như vậy, ta chỉ có thể nói, chúc số 99 vận may phòng trực tiếp đã triệt để cười vang. Huynh đệ, ta khâm phục ngươi dã tâm, ngươi mới là đàn ông thực sự, đại lão, xin mời nhận lấy đầu gối của ta, ít. Ha ha, này bức sẽ không là cái khôi hài nhân vật đi, ta muốn áp lên ta một tháng tiền lương, hai nghìn khối đánh cực hắn cái thứ nhất bị đào thảy, lập tức sẽ kiếm lời phiên. Lý Tư nhìn mặt trước một đống biện pháp, một cái hai cái nối liền tuyến, vẫn là rất dài một cái tuyến. Lẽ nào ta thực sự là đến khôi hài? Hiện tại, hắn đã tiêu hóa trong đầu ký ức. Bộ thân thể này chủ nhân trước vốn là dự định là mang theo 99 con biện pháp leo lên biển đảo, coi đây là mánh lới hấp dẫn đại gia quan tâm, chờ bị đào thải sau, lập tức mở trực tiếp hút độc. Thu gặt một làn sóng lưu lượng. Không thể không nói, lẫn nhau so sánh những người cười nhạo hắn người, đợt này hắn đứng ở tầng thứ hai sở dĩ như thế sắp xếp là bởi vì hắn biết chính mình dã ngoại cầu sinh tri thức hầu như là linh lý tư dã ngoại cầu sinh tri thức đồng dạng là linh linh thừa bất kỳ mấy kết quả vẫn là linh lý tư lấy tay đỡ chán đón lấy chính mình nên sống thế nào phát động điều kiện đạt thành tùy cơ đánh dấu hệ thống thức tỉnh đánh dấu là có thể thu được hệ thống khen thưởng hiện tại có hay không đánh dấu lúc này trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, âm thanh kỳ ảo, ôn nhu, tươi đẹp, phảng phất dán vào lý tư lỗ tai thì thầm. Quả nhiên, hệ thống tuy muộn tất đến. Lý tư ngẩng đầu lên, trong lòng mở miệng nói. Bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, phần thưởng của ngươi đã đưa đến, xx địa tiếp thu vật tư, động đất à, không? Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Hoàng đảo cầu sinh bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp trần ngư lạc thủy nhặt được một vali coca nghe chọn bộ tại mê truyện audio com mỹ nữ chủ trì tiêu y y xuất hiện ở đạo diễn bên trong bên người nàng còn có tiết mục tổ mời đến khách quý lần này chúng ta chuyên môn mời đến dã ngoại cầu sinh chuyên gia chu thiên thuận chu tiên sinh là trên một mùa hoang đảo cầu sinh huy trương đồng ta muốn hỏi chu tiên sinh đối với tuyển thủ tới nói hiện tại quan trọng nhất là cái gì nước không nghi ngờ chút nào là nước chu thiên thuận nói cùng người thường lý giải không giống biển đảo cùng sa mạc như thế thiếu nước thân thể mỗi ngày hoạt động cần đại lượng nước ngọt nếu như không có nước ngọt đúng lúc bổ sung người gặp trở nên tư duy hỗn loạn cơ năng mức độ lớn hạ thấp Trải qua 4 tiếng ngủ say, lượng nước lượng lớn trôi đi, bọn họ nhất định phải mau chóng bổ sung lượng nước tiêu y y hướng về phía màn hình nói. Chính như Chu Tiên Sinh từng nói, nước là nguồn gốc của sự sống, để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn các tuyển thủ là như thế nào giải quyết vấn đề này. Số một tuyển thủ bắt chính đang thử nghiệm từ cây chuối tiêu thân cây bên trong mang nước số 2 tuyển thủ mắc vận khí thật tốt, hắn ở trên đảo phát hiện một thụ xanh lên quả dại, lần này nước và thức ăn đều giải quyết. Tình bạn nhắc nhở, dã ngoại gặp phải quả dại, không muốn dễ dàng ăn được nhân vì chúng nó khả năng mang theo độc tính. Chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới có thể nhận biết, đại gia không muốn dễ dàng mô phỏng theo, chúng ta số 2 tuyển thủ chính là chuyên nghiệp, hắn là một vị xuất sắc người thám hiểm. Trời ạ, à, mắc tuyển thủ té xỉu, xuyên thấu qua màn ảnh chúng ta có thể nhìn thấy, hắn xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép, thiên, hắn cũng bị đào thải mà. Số 3 tuyển thủ đồ chi vi đang lợi dụng đông lạnh pháp thu được nước, điều này cần thời gian nhất định. Số 10 tuyển thủ tìm tới một oa nước bùn, hắn dùng tay áo chám nước, lại sẽ nước đẩy ra trong miệng, hy vọng trong nước không có ký sinh trùng số 57 tuyển thủ đang làm gì, hắn đem nước tiểu thu thập được hợp kim nhôm ấm nước bên trong, hắn thật sự chuẩn bị như vậy làm mặt đúng, hắn thật sự như vậy làm. Đạo diễn, xin mời đem màn ảnh cắt ra, số 57 tuyển thủ mang cho chúng ta trọng yếu nhắc nhở. Sinh tồn là cần trả giá thật lớn. Chờ một chút, số 99 tuyển thủ phát hiện cái gì, hắn ở nước cạn khu phát hiện một dương hoàn chỉnh chưa mở ra Coca, tổng cộng 12 bình đều chưa từng mở ra, màn ảnh rút ngắn. Chúng ta có thể nhìn thấy thân bình sinh sản ngày là 7 ngày trước thiên, vận may của hắn quá tốt rồi, phòng trực tiếp triệt để nổ. Thí sinh khác vì một cái nước, không tiếc uống chính mình nước tiểu, nhưng lý tư nhưng có thể ở bên bờ nhặt được một dương Coca. Dối trá, đây tuyệt đối là dối trá. Tiết mục tổ làm cái người đi, mặt cũng không muốn, ta dùng một tháng tiền làm thêm giờ áp hắn cái thứ nhất bị đào thải, hiện tại mất hết vốn liếng, tiết mục tổ, đưa ta tiền mồ hôi nước mát. Hoàng đảo cầu sinh mùa thứ nhất nóng nảy, dẫn đến mùa thứ hai sinh ra, toàn cầu mấy tỷ khán giả tức thì quan sát, bên trong ẩn giấu đi to lớn thương cơ phí phát sóng tiền bản quyền đại ngôn phí tới dồn dập nhưng càng kiếm tiền vẫn là đang tuyển thủ trên người đặt cược áp chú một cái nào đó tuyển thủ đánh cược hắn kiên trì thời gian đánh cược hắn bị đào thải phương thức đánh cược hắn sinh tồn số trời là số lẻ vẫn là số chẵn này không nghi ngờ chút nào địa kích thích khán giả nhãn cầu nhưng sốt dẻo nhất tiền đặt cược vĩnh viễn là ai cái thứ nhất bị đào thải cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng rất nhiều người đều ở lý tư trên người đặt cược kết quả hắn nhặt được một dương coca thuận lợi sống quá cửa thứ nhất các vị khán giả chúng ta căn cứ kết coca trên sinh sản số lô truy xuất nguồn gốc một ngày trước có một chiếc đánh bắt xa tàu du lịch trải qua phụ cận vùng biển này vali coca hẳn là vận chuyển hàng hóa lúc không cẩn thận đi vào trong biển lại bị thủy triều đưa đến bên bờ sau đó tiết mục tổ đem ở trên mạng theo ra tỉ mỉ truy xuất nguồn gốc quy trình xin mọi người tin tưởng tiết mục tuyệt đối công khai công chính công bằng chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay tiết mục cũng xin mọi người không muốn hướng về trong biển rộng ném rác rưởi bảo vệ hoàn cảnh người người có trách Hai chiếc máy không người lái xoay quanh ở Lý Tư đỉnh đầu, đây là tiết mục tổ chuyên môn khai phá ra máy quay phim, chỉ có bóng chày to nhỏ, năng lượng mặt trời nạp điện, 24 giờ chờ thời. 360 độ không góc chết quay chụp bị thân thiết địa xưng là lục đầu ruồi. Xuyên thấu qua lục đầu ruồi màn ảnh, Lý Tư dưới ánh mặt trời ngửa đầu uống xong một bình coca. Nước biển lưu động mang đi coca nhiệt độ, thân bình trên mang theo hạt nước thật thoải mái, Lý Tư gọi ra một ngụm khí lạnh. Cảm giác cái này hoang đảo cầu sinh tiết mục cũng không có như vậy khó. Mỗi nhiều sống một ngày, liền có thể thu được 10.000 nguyên tiền thưởng ở cao cấp đồ công nhân Nguyệt Bình quân tiền lương chỉ có 2.000 hành tinh xanh. 10 vạn nguyên liền có thể mua bộ tiếp theo không sai ba thất hai thính. Mà giờ khắc này, áp chú Lý Tư cái thứ nhất bị đào thải phen, phổi đều muốn nổi khùng các ngươi xem hắn vẻ mặt thực sự quá kiêu ngạo đem nhầm nhất thời vận khí cho rằng thực lực ta phải tiếp tục ở trên người hắn áp chú đánh cực hắn cái thứ nhất bị đào thải hắn tuyệt đối sống không qua ngày hôm nay những người ái mộ đã điên cuồng hiện tại có thể đánh dấu có hay không đánh dấu bên tai lại vang lên nữ nhân thanh âm dễ nghe lại như nửa đêm phòng khách điện thoại tiên sinh muốn phục vụ à, Lý Tư nửa người đều đã tê dần. Đánh dấu, hắn ở trong lòng đọc thầm. Chúc mừng thu được cơ sở giã ngoại cầu sinh tri thức, trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một chút đồ vật toàn bộ tiêu hóa xong xuôi sau, Lý Tư giã ngoại cầu sinh năng lực không còn là không, biến thành không, một. Tiếp sóng bên trong, tiêu y y nói chúng ta tuyển thủ đều vượt qua cửa thứ nhất xem ra mọi người đều làm chuẩn bị đầy đủ chu tiên sinh các tuyển thủ đón lấy nên làm cái gì ở đêm đen giáng lâm trước nhất định phải tìm kỹ điểm định cư đêm đen so với ban ngày càng nguy hiểm con mũi độc khí ẩm ướt cùng với tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú giờ khác này Ngọn lửa liền có vẻ rất là trọng yếu, hỏa có thể đun nóng đồ ăn, hong khô y vật, xua tan dã thú, duy trì thân thể nhiệt lượng, muốn bình an vượt qua ngày hôm nay, nhất định phải thu được mồi lửa. Xác thực, chúng ta tuyển thủ cũng ý thức được điểm này, tiêu y y nói. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn các tuyển thủ là làm thế nào? số một tuyển thủ dùng viên đạn bên trong hỏa dược lấy hỏa, hắn thành công bay lên một đoàn lửa chạy, không thẹn là chúng ta hạt giống tuyển thủ, ở lên đảo trước, hắn nên liền ý thức được điểm này. Số 2 tuyển thủ chúng độc sau đã tỉnh lại, hắn đang dùng chủy thủ đánh nham thạch lấy hỏa, hắn cũng lập tức tiếp cận thành công, đại đa số tuyển thủ đang dùng đánh lửa phương thức lấy hỏa. Chu Thiên Thuận cười nói đánh lửa phương thức mọi người đều biết nhưng không bằng đại gia tưởng tượng như vậy dễ dàng, điều này cần nhất định kỹ xảo, kiên trì, càng quan trọng chính là vận khí. Chúng ta chú ý tới số 13 tuyển thủ, mồ hôi trên mặt đã thấm ướt đồ dễ cháy, như vậy là không được. Ai có thể thu được mồi lửa, ai liền có cơ hội vượt qua đêm đầu tiên, ở trước khi mặt trời lạn, chỉ có số 1 cùng số 2 tuyển thủ thành công, chờ một chút, số 99 tuyển thủ đang làm gì? hắn mở ra quả thứ nhất bao cao su, hắn chuẩn bị làm cái gì? Lý Tư đem coca chuyển tới cách bờ biển không xa lưng chừng núi pha, đây là hắn mấy ngày sắp tới trọng yếu vật tư. Hắn mở ra một viên bao cao su, ở bên trong rót đầy nước biển, treo lơ lửng ở mặt trời dưới, lợi dụng thấu kính lồi nguyên lý, đem tiêu điểm tập trung ở một chỗ, ở phía dưới chất đầy đồ dễ cháy không nghĩ tới, bao cao su còn có thể như thế dùng, tiêu y y mặt đỏ lên, nói. Ta chú ý tới Chu Tiên Sinh cũng lộ ra vẻ giật mình, là ngài cũng không biết loại kỹ xảo này à. Ác ta tuy rằng không có sử dụng tới, nhưng cũng đã từng nghe nói, Chu Thiên Thuận nói. Ta vừa nãy chỉ là đang nghĩ, cái thứ nhất nghĩ ra cái biện pháp này gặp là cái gì người? Mọi người mau nhìn, trên đất đồ dễ cháy đã bắt đầu bốc khói, ác, hắn thành công, hắn trở thành cái thứ ba thiêu đốt lửa trại người. Có thể, chúng ta nên nhiều cho số 99 một ít quan tâm, hắn nắm giữ, hay là không chỉ là vận khí, tiêu y y mặt mỉm cười, thả ra mê người mị lực. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp Trần Ngư Lạc Thủy ngày thứ nhất tay không leo vách núi cùng hang động. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, nhưng ở toàn cầu trong phạm vi, có ít nhất 30 triệu khán giả trong lòng oa lương oa lương, tiêu y y cười, ở trong mắt bọn họ trở nên không có mị lực chút nào. Những người này đều là thêm chú lý tư cái thứ nhất bị đào thải tiêu nãi, nãi, van cầu ngươi không muốn lại nãi, thả chúng ta một con đường sống, ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp mà. XDM, không muốn từ bỏ hy vọng, hiện tại vẫn không có tuyển thủ bị đào thải, hắn không hẳn không phải cái thứ nhất. Vượt qua 30 triệu khán giả bắt đầu cầu khẩn, cầu khẩn lý tư sớm một chút bị đào thải đi thiêu đốt mồi lửa sau, Lý Tư cẩn thận che chở cháy loại, dùng coca bình đập nát cây cối cành khô, thành bào tháp giống như trồng chất cùng nhau, lửa trại càng nhiên càng vượng. Bận rộn đến hiện tại, Lý Tư cũng có đói bụng cảm giác. Hắn đi đến cạnh biển, kiếm một chút con cua vỏ sò loại hình sinh vật biển, theo thủy triều, cạnh biển đâu đâu cũng có vật như vậy, lẫn nhau so sánh làm sao tìm tới chúng nó càng khó khăn chính là làm sao đem chúng nó mang tới bên cạnh đống lửa đem những đại dương này sinh vật ném đến đống lửa bên trong chờ nướng chín chính là ngừng lại phong phú protein cơm trưa cho tới mùi vị cao quý nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức hưởng thụ xong cơm trưa sau lý tư quay về biển rộng uống cạn ngày hôm nay đệ nhị bình coca từ hắn thị giác nhìn sang biển rộng bao la bát ngát lại như thế giới cũng không còn biên giới xuyên thấu qua đỉnh đầu lục đầu ruồi lý tư tầm nhìn cũng xuất hiện ở trong màn ảnh thật đẹp lý tư tiếng than thở truyền vào màng nhĩ của mỗi người cái này hàng lại vẫn đang hưởng thụ sinh hoạt có còn lẽ trời hay không đưa ta tiền làm thêm giờ cầu khẩn một tia chớp đánh nát hắn thêm một thêm một thêm một Lý Tư mạnh mẽ lôi một làn sóng cừu hận, phòng trực tiếp bên trong là chỉnh tề như một bình luận. Nhưng Lý Tư đối với những này không biết gì cả. Ăn xong cơm trưa, khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian, Lý Tư bắt đầu thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Cơ sở dã ngoại sinh tồn tri thức nói cho hắn, hiện nay vị trí tuyệt không là tốt nhất điểm định cư, chính mình nhất định phải lựa chọn càng lý tưởng điểm định cư. Lý Tư nhắc theo coca bình xuất phát thâm nhập biển đảo bên trong bụi cây cùng cỏ dại bắt đầu trở nên dày đặc tùy ý có thể thấy được tay to bằng đầu ngón tay côn trùng thậm chí lớn chừng bằng bàn tay lông đen con nhện lý tư đang tìm kiếm biển đảo điểm cao nhất quan sát chỉnh cái hải đảo sau đó làm ra lựa chọn rất nhanh, hắn thâm nhập biển đảo bên trong, đi đến một tòa vách núi trước, đây là trên hải đảo duy nhất ngọn núi, độ cao vượt qua 30 mét, một số địa phương góc độ thậm chí đạt đến vuông góc 90 độ. Hắn nhất định đang nghĩ, làm sao bò lên trên ngọn núi này, xem hắn biểu cảm trên gương mặt, hắn hoàn toàn không có cách nào, thật hy vọng hắn bò đến một nửa té xuống. Đưa ta tiền làm thêm giờ đến tân địa điểm, hiện nay có thể đánh dấu, có hay không đánh dấu, chi kỷ đại tỷ tỷ âm thanh lại vang lên. Bắt đầu đánh dấu, Lý Tư trong lòng nói. Thu được năng lực, cơ sở tay không leo vách núi, Lý Tư thân thể chấn động, cảm giác gầy yếu thân thể dưới, có sức mạnh phun trào. Tuy rằng chỉnh cá nhân thân thể vẫn như cũ thon gầy, nhưng phần eo tư chi sức mạnh đã chiếm được tăng mạnh hiện tại từ hắn thị giác nhìn sang trước mặt vách núi không còn là cao cao không thể với tới tảng đá kia có thể mượn lực tảng đá kia có thể nhảy lên ở trong mắt hắn toàn bộ biến thành hướng lên trên cầu thang ở ba mươi triệu phen chờ mong dưới lý tư bắt đầu động hắn hai chân phát lực nắm ở cùng nhau nhô ra nham thạch cả người mạnh mẽ đến giường như một con sơn viên phần eo phát lực ở vách núi trên trôi tới trôi lui Mẹ nó, ai nói hắn không làm được. Eo thật tốt, rất nhiều nữ giới khán giả phát sinh chân tâm địa cảm thán. Đưa ta tiền làm thêm giờ. 45 phút sau, Lý Tư Cấp Tốc đăng lên đỉnh núi, từ góc độ này nhìn sang, tầm nhìn trở nên càng tốt hơn. Hắn biết, mỗi cái tuyển thủ đều có chính mình chuyên môn phòng trực tiếp, quan sát tuyển thủ trực tiếp, tất nhiên là tuyển thủ fan. Chính mình có phải là nên cho fan chào hỏi? lão thiết môn chào mọi người ta đã thành công đi lên đỉnh núi cảnh sắc nơi này đẹp vô cùng hy vọng mọi người có thể yêu thích những người ái mộ thấy cảnh này nên rất thỏa mãn đi lý tư đắc ý nghĩ ta đi hắn còn đang khoe khoang trần chuồng khoe khoang trời ạ à, tại sao không hạ xuống một tia chớp đánh chết hắn hung hăng là muốn trả giá thật lớn, chúc phúc hắn sớm một chút bị đào thải, Lý Tư không nghĩ tới, vây xem ngươi không hẳn là ngươi fan, có thể là muốn nhìn ngươi sớm một chút bị đào thải. Hắn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, quan sát cả hòn đảo nhỏ. Hoàng đảo cầu sinh vị trí, bị gọi là ma quỷ đảo, thực là có mấy chục hòn đảo tạo thành quần đảo, có chút hòn đảo đại chút, có chút biển đảo nhỏ đến thủy triều lúc thậm chí gặp biến mất đây là một bọn nhân loại chưa đặt chân tử vong vùng biển máy bay cùng cano đi qua nơi này tổng sẽ kỳ quái địa rủi ro cho tới nguyên nhân chưa bị loài người thăm dò rõ ràng cái này cũng là nó bị gọi là ma quỷ đảo nguyên nhân ma quỷ đảo đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì nhân loại không biết được muốn ở chỗ này sinh tồn được cũng không phải một cái chuyện dễ huống hồ vô liêm xì tiết mục tổ còn ở biển đảo bên trong đưa lên số lượng lớn cường hóa dã thú tiền xưa nay không phải dễ dàng kiếm lý tư gõ gõ đầu chính mình thật giống lãng quên một chút chuyện quan trọng hết cách rồi tuy rằng tiêu hóa chủ nhân đời trước phần lớn ký ức nhưng luôn có chút ký ức là chuyên môn hiện tại lý tư còn chưa thu được hắn đang tìm thích hợp bản thân điểm định cư bỗng nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy khoảng cách bờ biển cách đó không xa, có một tòa giữa nhô ra sườn núi, trên sườn núi có một ngọn núi động. Hắn lợi dụng leo vách núi kỹ năng từ trên đỉnh núi hạ xuống, tiếp cận trước đó chọn lựa khu vực căn cứ không trung mặt trời xác định phương hướng, sau một tiếng, đến chỗ cần đến. Đây là một tòa thiên nhiên hình thành hang động, có tới hơn 300 bình, nham thạch kiên cố, không có khe hở, trên đất có động vật xương cốt các vị ủng hộ ta những người ái mộ ta tìm tới lý tưởng điểm định cư, hang núi này đủ để che gió che mưa, mọi người thấy mái hang màu đen yên tích không có, đây là từng có người ở đây thiêu đốt lửa trại. Huân đen mái hang, chính thức giới thiệu, đây là nhân loại chưa đặt chân tuyệt đối hoang đảo, nhưng hiện nay xem ra từng có người ở đây sinh hoạt quá, đương nhiên, vấn đề này liền giao cho tiết mục tổ nghiên cứu. Ngày thứ nhất liền tìm đến Lý Tưởng Điểm Định cư, đại gia nhất định vì ta cao hứng đi, phòng trực tiếp những người ái mộ đều trầm mặc. Hắn đến hiện tại đều không có làm rõ tình hình, ta đã vô lực nhổ nước bọt, không thể không nói, vận may của hắn thật tốt, hang núi này trống trải, thông gió, ánh sáng mặt trời sung túc, phong cảnh tươi đẹp so với ta trụ căn hộ đều tốt. Chua, chua, hiện tại mua hắn thắng, còn có kịp hay không? Tiết mục tổ mở ra nhiều loại đặt cược phương thức, tỉ như bắt đầu ai cái thứ nhất bị đào thải, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nào đó tên tuyển thủ có được hay không chống đỡ qua bao nhiêu thiên. Nào đó tên tuyển thủ cụ thể ở ngày nào đó bị đào thải. Tỷ lệ cược là bất cứ lúc nào biến hóa, lý tư ban đầu không được coi trọng, mua hắn cái thứ nhất đào thải, tỷ lệ cược khá thấp nhưng theo hắn đã thể hiện ra dã ngoại cầu sinh tri thức cùng leo vách núi kỹ xảo tỷ lệ cược đã đang tăng lên mỗi một con số biến động đều tác động vô số người trái tim đã đặt cược khán giả nhìn dần dần tăng lên trên tỷ lệ cược chờ mong có thể kiếm một món hời mà không nỡ lòng bỏ rời đi chưa đặt cược khán giả cũng nghĩ đánh cược một làn sóng vận khí Hiện tại, Lý Tư rời đi sơn động, hướng về đệ nhất nơi điểm dừng chân di động, chuẩn bị đem coca cùng mồi lửa chuyển đến bên trong hang núi. Động đất à, không? Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp trần ngư lạc thủy mồi lửa rời đi thuật. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. XDM, đây mới là ngày thứ nhất, chịu đựng A hiện tại hắn tỷ lệ cược đã tăng lên trên đến một tháng năm tập trung vào một nghìn nguyên là có thể thu được một nghìn năm trăm nguyên năm trăm nguyên ta muốn liên tục tăng ca một tuần rời đi mồi lửa là khó nhất không có tương ứng tri thức căn bản không có cách nào mang theo mồi lửa lặn lội đường xa mặc kệ ta muốn thêm chú một nghìn nguyên đánh cược hắn cái thứ nhất bị đào thải trên lầu đại lão ta cùng ngươi đặt cược lý tư đến đệ nhất nơi điểm dừng chân coca chôn ở trong cắt thiêu đốt lửa trại nhưng đang thiêu đốt rời đi mồi lửa là khó nhất lý tư đối mặt đỉnh đầu lục đầu rồi nói nhưng nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp sau thực không một chút nào khó khăn ta có ít nhất ba loại phương pháp phòng trực tiếp khán giả chúng ta có thể tìm kiếm trên cây to sinh trưởng to lớn nấm nấm chất liệu quyết định chúng nó thiêu đốt tốc độ phi thường chậm chỉ cần một đốm lửa là có thể vẫn thiêu đốt ta vừa nãy đã quan sát qua chu vi không có chúng ta cần thiết nấm xem ra ta ngày hôm nay vận khí không tốt lắm phòng trực tiếp khán giả thờ phào nhẹ nhõm có điều nói đến vận khí không tốt ta nhưng là không buồn ngủ chúng ta còn có loại thứ hai phương thức dùng khô giáo vỏ cây cái bọc đồ dễ cháy đồ dễ cháy có thể là cỏ khô khô giáo rêu cũng có thể là từ trên cây to chóc xuống dạng bông vật duy trì một mặt thông gió một mặt giữa thông gió vì chậm lại thiêu đốt tốc độ chúng ta còn có thể thêm điểm nước để nó duy trì ướt át chúng ta hay dùng loại phương pháp thứ hai liên quan với loại thứ ba phương pháp có muốn biết mà ha ha quan tâm ta phòng trực tiếp buổi tối trực tiếp lúc nói cho mọi người phòng trực tiếp khán giả cười nhạo này tuyệt đối là cười nhạo tiên sư nó bị hắn trang đến trên lầu không muốn giả chết đi ra chịu đòn ta thắng sau muốn gặm bánh mì cầu bao dưỡng lý tư chế tác thật thiêu đốt đồng mang theo còn lại coca xuất phát đã trống rỗng rồi hai cái coca bình hắn cũng không hề từ bỏ chờ hắn đến sơn động sắc trời đã triệt để đêm đen đến lý tư tìm kiếm củi khô dựng lên lửa trại trong hang núi dần dần ấm áp lên bận rộn cả ngày, Lý Tư Đồng dạng là kiệt sức, hắn không có sỏ dày, hiện tại bàn chân đã mài ra ngâm nước, may mà vẫn chú ý điểm ấy, không có bị trên đường tảng đá cùng cành cây hoa thương. Bằng không, ở thiếu hụt thuốc trong hoàn cảnh, bất kỳ vết thương đều có khả năng là chí mạng. Vào lúc này, nếu như có thể lệch qua trên ghế sofa, uống một chén bia đá, xem một lúc tivi liền thoải mái méo mó hắn từ bên ngoài hái được khô giáo rộng lớn cây cọ diệp, phô bình ở trên tảng đá, dùng coca bình đè ép vài lần, sau đó mới nằm ở phía trên. Thực cũng không thoải mái, lửa chạy thiêu đốt để khói thuốc đầy rẫy sơn động, như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt là đánh đuổi mũi ruồi. Băng lạnh tảng đá, coi như phủ kín lá cây, ngủ ở phía trên cũng phi thường khó chịu nhưng người oải trợ giúp hắn giấc ngủ, đem lửa trại minh hỏa sau khi lửa tắt, hắn rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Ẩm ầm một tia chớp thắp sáng bầu trời, mây mưa trồng chất, hạt mưa như đậu tương giống như hạ xuống, bùm bùm đánh vào trên lá cây. Lý từ từ trong giấc mộng thức tỉnh, xem đi ra bên ngoài đen kịt một màu, bên tay chỉ có mưa to gió lớn thanh, tựa hồ có một trăm con ma quỷ đang rít gào hắn thiêu đốt lửa chạy, đợi được ngọn lửa sân phơi lên, mới dần dần xua tan trong lòng ý sợ hãi. Các vị khán giả, một hồi mưa to bao phủ biển đảo, ngày thứ nhất những người may mắn sống sót, đại đa số chưa kiến tạo thật chỗ che chở, bọn họ lựa chọn ở dã ngoại đóng trại. Nhưng trận này đột nhập lên bão tắp, phá hủy giấc mộng đẹp của bọn họ, tiếp sóng bên trong, tiêu y y đã nghỉ làm rồi, hiện tại là một gã khác Mỹ nữ chủ trì trực ban nàng tên là lam ánh tiết lẫn nhau so sánh tiêu y y vui tươi phong nàng đi chính là lại táp lại lạnh ngự tỷ phạm mắt kiếng gọng vàng làm nổi bật lên hoàn mỹ khuôn mặt đường viền khóe miệng thường xuyên xuất hiện nụ cười như là coi rẻ sở hữu tiền thủ đối với mới vừa đổ bộ biển đảo những người may mắn sống sót trận này bão táp làm đến quá sớm chút nhưng đây chính là tự nhiên tàn khốc chúng ta tiết mục chính là tay không cùng tự nhiên tranh đấu muốn mang trong lòng kính nể tương tự muốn giấu trong lòng dũng khí xuyên thấu qua màn ảnh chúng ta nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này chính đang cướp cứu bọn họ mồi lửa cũng không có chỗ tránh mưa bọn họ làm như vậy không dùng được đại đa số tuyển thủ bị dội thành ướt sũng nếu như sau đó đến một hồi cảm mạo sẽ đào thải phần lớn tuyển thủ hiện tại bọn họ liệu sẽ có hối hận, ban ngày là an với hiện trạng, không có tìm kiếm càng tốt hơn điểm định cư, hối hận là thường thường, thường thường là vô dụng. Theo lửa chạy bị nước mưa tới tắt, lục đầu ruồi cũng đập không tới chu vi hình vẽ, tuy rằng lục đầu ruồi có hình ảnh nhiệt công năng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống màu đỏ người gọi tới gọi lui. Cứu mạng, cứu mạng, oa, ta tại sao muốn tham gia cái này tiết mục? Bởi vì nước mưa âm thanh, bọn họ kêu thảm thiết gào thét cũng mơ hồ không nghe thấy được. Chờ một chút, còn có một tên tuyển thủ sáng lửa chạy, để chúng ta cắt đến hắn màn ảnh. Màn ảnh bên trong, xuất hiện Lý Tư gò má, hắn bảo vệ lửa chạy, có một hồi không một hồi địa đánh cô ca bình. Hắn tự hồ đang nói cái gì, máy quay phim phi gần một ít. Hai con lục đầu ruồi tới gần, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được Lý Tư lầm bầm lầu bầu ta quá khó khăn cái này căn bản không phải người quá tháng ngày còn có ai so với ta thảm làm ánh tuyết cũng trầm mặc nhận ra được lục đầu ruồi bay đến trước mặt mình lý tư ngẩng đầu lên nói ta không biết giờ khác này phòng trực tiếp bên trong còn có bao nhiêu khán giả đại gia đã thấy đây chính là tiết mục chân thực tình cảnh mưa to gió lớn phòng vẫn thổi vào nếu như ta quay lưng cửa động gió thổi cho ta phía sau lưng thấp lại nếu như ta đối mặt cửa động lửa chạy khói thuốc lại gặp sang cho ta không mở mắt ra được ta quá khó khăn ta thật sự thật sự quá khó khăn bởi vì bão táp duyên cớ lượng lớn lục đầu ruồi đều không thể bình thường quay chụp chỉ có lý tư nơi này có thể bình thường quan sát vì lẽ đó số lượng lớn phen chen vào phòng trực tiếp Hiểu được xem, tổng so với không đến xem trọng. Kết quả nghe được Lý Tư thao thao bất tuyệt, đại gia cảm giác còn không bằng không nhìn A. À. Quá làm người tức giận, ca ca của ta chính đang bão táp bên trong khiêu vũ, hắn ngồi ở hỏa một bên, còn có ca uống, vận khí, đây mới là ngày thứ nhất, dựa vào vận khí nhất định đi không xa. Lúc này, Lý Tư phòng trực tiếp bên trong chen vào hơn trăm triệu tên khán giả mà ở xã Giao trên Bình Đài, may mắn số 99 đã leo lên hot search, nắm giữ cực cao thảo luận nhiệt độ. Người thích ứng năng lực vẫn là rất cường, tuy rằng bên ngoài có cuồng phong cùng mưa to, nhưng bởi vì uể oải duyên cớ, Lý Tư rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mà cùng lúc đó, tiết mục người thứ nhất đào thải tuyển thủ đã sản sinh, hắn chính là số 2, hoàng dã chuyên gia mác ăn nhầm có độc trái cây để hắn thân thể cơ năng giảm xuống đến cực thấp trình độ không có đúng lúc bổ sung nước ngọt lại lâm một hồi mưa to để hắn ở ngày thứ hai liền thoi thóp hắn khởi động rồi đạn tín hiệu tiết mục tổ máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống đem hắn cứu giúp đi rồi đại gia không nghĩ tới cái gọi là hoang dã chuyên gia đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân ở chân chính dã ngoại liền một ngày đều không có kiên trì đến Động đất à, không? Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp Trần Ngư Lạc Thủy. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. 100 tên người may mắn còn sống sót là tiết mục tổ từ hơn trăm triệu người ghi danh bên trong, thông qua rút thăm phương thức tiền ra mỗi tên người ghi danh cơ sở tỷ trọng đều là tương đồng, có phương diện khác sở trường, có thể tăng cường bị tuyển chọn xác suất. Tỷ như, xuất ngũ bộ đội đặc chủng thêm một phân, nổi danh diễn viên thêm 10 điểm, nắm giữ dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm thêm 5 phân, là một cái nào đó đại học giáo sư thêm 3 điểm. Đương nhiên, cũng có lý tư như vậy hoàn toàn không có thêm phân hạng thuần người qua đường số 2 tuyển thủ Mark ở toàn cầu trong phạm vi có hơn trăm triệu fan là lần tranh tài này đứng đầu hạt giống tuyển thủ, tất cả mọi người đều ở trên người hắn rơi xuống trọng chú. Có đặt cược hắn có thể sống quá 100 ngày, có đặt cược hắn có thể tồn tại để